Hello, em Trần Anh xin gửi lời chào thân thương đến toàn thể tất cả các bà con cô bác nha. Hôm nay bên Trần Anh Salon ô tô miền Nam chi nhánh Ba là tiếp tục về con Ford Ranger máy dầu là máy 2.5. Bản là bản đủ, bản XLT luôn chị nha. Hai cụm đèn là nguyên bản toàn xe nè. Xe rất là liền lạc, không có dấu hiệu là cứng đụng tôn va. Đặc biệt hơn là bốn vỏ mới 80%, tích hợp chủ nhà lên cho em nó cặp mâm nè. Nhìn gấu không? Mâm thể thao nhìn rất là nổi trội trong cuộc sống luôn. Hay là anh chị chụp nè. Venus nè. Mâm nè, đẹp chưa? Toàn bộ hai bên này là bấm toàn bộ inox có toàn diện nha. Đó, tạo cho em nó một cái điểm nhấn khá là mới mẻ, bốn vỏ 80%. Gầm bề ở trong là không có xíu bụng một tông va anh chị nha. Gầm bề nè, từ phần dè nè. Đó, từ phần dè, phần che trắng bùn của gầm đây nè. Đẹp chưa? Bản XLT màu bạc, Cariboy. Dòng này chưa lên nắp thùng anh chị nha. Đó, con này XLT bản đủ luôn. Đăng kiểm tháng 1 năm 2021. Turbo ra điện. Vỏ trước nè. Vỏ trước mới 80% luôn. Đây là mâm nè. Chủ nhà lên mâm nè, đẹp chưa? Mâm chữ nổi hết toàn bộ nha. Đây là phần gầm nè. Đó, trong gầm là không có dấu hiệu mục mọt. Không tông va nha, form mới. Đây nè, form mới, đèn mắt xéo. Turbo ra điện, hai cầu, máy dầu đang hoạt động. Biểu tượng của Ford Ranger. XLT nha, XLT là bản đủ với XLT đó anh chị. Trần Anh gọi là XLT 49C23146 đây. Đó, màu vàng anh chị nha, trên nắp capo không có dấu hiệu lỗi lầm. Cụm đèn sơn đẹp, đồng sơn đẹp, form dáng đẹp. Bốn vỏ đẹp như nhau. Đây là phần về nè. Đó, đây là phần về của bánh xe nè. Kết hợp hai màu bạc và màu đen nhìn rất là nổi trội luôn. Mâm là mâm đúc toàn bộ để chữ nổi hết toàn diện nhìn chiếc xe nè anh chị. Vỏ nè, hai vỏ trước nè. Mới chưa? Hai vỏ trước cực kỳ là mới luôn. Gầm bề ở trong những cái đinh bấm nè. Còn nguyên bản nha. Xe không có dấu hiệu mục mọt, không cứng đụng, không tông ve đâu. Bề gác chân. Bề gác chân nè. Rin nồi, Cariboy, Dutacro nhé. Đây là xích hợp xi nhan trên gương chưa? Xi nhan bên hông nè. Ga điện đẹp nhẹ lắm, đẹp cực sướng. Đây là bộ tem rin của con Ford nhé, Ford Ranger. Đó. Đồng sơn đẹp, nội thất đẹp. Đam mê về dòng này thì alo trực tiếp cho Trần Anh ô tô. Bốn vỏ tương đối là khá mới nè. Chủ nhà lên mâm hết toàn bộ nè. Gầm bề ở trong nè. Đây là những cái phần nhựa nguyên bản của nhà sản xuất. Không có dấu hiệu mục mọt nha. Gầm cao bánh lớn đời 2/10. Xe mới có 10 năm trôi qua thôi. Chất xe còn rất là đẹp. Hai cụm đèn là nguyên bản theo xe nè. Đó, nguyên bản theo xe nhá. Đèn bốn chấu nguyên bản theo xe luôn. Biểu tượng của chữ Ford Ranger. Đây anh chị ạ. Một dòng xe thương hiệu đến từ Mỹ. Khá là tiết kiệm nhiên liệu cho bà con cô bác. Lợi dầu cực kỳ. Ở phần này, đây là phần cốp nè. Anh chị coi là những sóng gân trong cốp nè. Không có dấu hiệu mục mọt, không tung va, không cứng đụng nha. Đây là những sóng gân nhựa nè. Nguyên bản theo nhà sản xuất luôn. Đây là hai cái ụ. Hai cái ụ của hai bên phần bánh sau nè. Đó, rin nồi cho anh chị coi nè. Từ những sóng gân, từ những con tán luôn. Đây là anh chị coi nhé. Không có dấu hiệu bị phai mờ, anh chị thấy chưa? Đẹp lắm. Giá cực kỳ, Trần Anh đưa tới cho bà con với một cái mức giá rất là thấp luôn. Rất là thấp nha. Lợi ích Trần Anh cũng bán. Xe không lỗi lầm. Đồng sơn phong dáng của em nó nè. Đẹp tuyệt vời chưa? Đây là trải nghiệm vô cùng với Trần Anh phần nội thất nè. Bề gác chân, rin nồi, bốn cánh cửa dán phim kính nhiệt hết rồi. Dòng xe này 5 chỗ. Riêng dòng bán tải niên hạn 25 năm anh chị nha, báo cho anh chị biết nha. Đó, phần tắp bi cửa bốn cánh chính điện keo chỉ là không mất phần nào nè. Chất sinh rin trong cửa còn nguyên bản nè. Keo chỉ là không dấu hiệu đâm va cứng đụng nha bà con. Đó, nhìn nó cũng xinh xinh hay hay. Keo chỉ bốn cánh nè, đẹp chưa? Đẹp như nhau luôn. Màu vàng nhá. Sạch sẽ thoáng đãng lắm. Khóa chị em an toàn bốn cánh chính điện. Đây là phần toàn trang bị, toàn bộ là phần ghế nỉ. Trong đây anh chị coi nè, toàn bộ là ghế nỉ hết toàn diện, là học tùy tay nè. Đó, học tùy tay là nguyên rim theo con Ford Ranger đây nè. 5 chỗ nhá. Ở đằng trước, ở đằng sau là 3 người. Đằng trước là 2 người, rất là sạch sẽ luôn. Trần nỉ. Trần lỉ bọc ni lông cách nhiệt hết toàn bộ. Đây là phần tay nắm trên trần nè, còn nguyên bản nè. Không có dấu hiệu là rời rạc trên chiếc xe đâu. Keo chỉ trong nắp đẹp như nhau, không mất phần nào đó anh chị coi nhé. Những cái đinh bấm điện nguyên bản nó nhà sản xuất nè, đẹp len keng luôn, lấy về chạy thôi. Giá cực kỳ là ưu đãi đến bà con luôn.
Đây là phần ghế bên phụ nè, từ trên đổ về nè. Phần tắp lô con này trang bị hai túi khí nha, bên phụ một túi, bên tài một túi. Đây là một cái dàn CD nguyên bản theo nhà sản xuất. Đó, riêng cái dòng Ford là người ta trang bị cái dàn CD này nha. Con số này không có dấu hiệu phai mờ nè. Dòng này nó không có dịch vụ cho nên bà con cô bác cứ yên tâm. Không có dấu hiệu phai mờ nha. Đây nè, hai cầu nè, hai cầu đang hoạt động nè. Học để đồ khay đựng nước là rất sạch sẽ, bao da nguyên bản của nhà sản xuất luôn. Hai khay mở nè anh chị coi nè, đẹp như nhau luôn. Lấy về là chạy, anh chị thấy chưa? Vô lăng, đây là vô lăng anh chị coi, biểu tượng của Ford nè, không dưới bị phai mờ từ phần tắp bi, từ phần ghế, đồng hồ, gương lồi, rin hết. Đẹp. Nách cửa nè, keo chỉ chống nách nè, không mất một phân nào nha. Bà con coi lại phần keo chỉ chống nách cho Trần Anh nè. Không mất một phân nào luôn, đây là những cái đinh bấm điện nè. Nguyên bản nha, không có dấu hiệu đâm vai cứng đột những chiếc xe đâu. Đó là những mẫu xe đẹp bên Trần Anh ô tô muốn giới thiệu đến toàn thể tất cả bà con á. Đăng kiểm tháng 1 năm 2021, đăng kiểm khá là sâu và khá là cao trên chiếc xe luôn. Ford Ranger, dòng xe thương hiệu của Mỹ, dòng bán tải máy dầu hai cầu, vượt mọi địa hình, dốc đá, treo leo. Chúng ta sẽ đi đến một con đường vinh quang trên đỉnh núi Ford Everest nhé. Đấy, đẹp trời, sóng gần chạy nè. Không có dấu hiệu móp méo, không dấu hiệu bị hở, bị to nhé. Ford mới, ga điện. Qua đời 2009, 2010 là có form mới rồi, là nó trở thành ga điện rồi nha anh chị nha. Ga điện là sao ạ? Ga điện đẹp rất là nhẹ, nó không có đẹp nặng như ga cơ nha. Ga cơ thì đẹp nó hơi nặng, ga điện đẹp nhẹ cực kỳ, có turbo nữa. Đây nè, là keo chỉ nè, đẹp chưa? Len keng luôn, không có một phần nào luôn nha. Bốn cánh cửa đẹp như nhau, đẹp dịu dàng mà không chói sáng, là vầng mặt trời của Ford. Đó, mặt tem nguyên bản của xe luôn. Khóa chị em an toàn đầy đủ hết trên chiếc xe rồi. Bốn cánh cửa đẹp như nhau anh chị nha. Đây nè, đây là phần keo chỉ nè. Keo chỉ rin nè, không mất một phần nào. Mất một phần nào trừ Trần Anh 10 triệu phân đó luôn. Đó, đây là những sóng lường nè. Không một dấu tích đâm va, khóa chị em nè. Còn đang hoạt động luôn nhá. Đầy đủ trên chiếc xe rồi. Sàn. Sàn là sàn da, hai bên sóng lường, hai cửa sau nè. Không ít đâm va, không móp méo luôn nhá. Đây là trải nghiệm luôn về phần máy cùng với Trần Anh nè. Đề nhẹ phát nổ rồi, trợ lực lái nè, vô lăng nè. Anh chị coi những cái vân gai trên vô lăng nè. Đây nè, trang bị là túi khí nè. Anh chị hết nhẹ cho những cái vân gai này không có bị phai mờ nha. Vô lăng 4 chấu tích hợp nè, trợ lực nè, ngồi một chỗ xoay vô lăng nè. Đó, dòng máy dầu hai cầu đi cực sướng luôn. Đồng hồ nè. Đồng hồ em này đi được 165.884 km rồi nha. Đây là số km thực. Trang bị cho em nó là một cái đầu CD nghe nhạc vàng lạnh đây. Mở qua AC song kiến còn đang hoạt động. Đang nói về mọi thứ chức năng, tắt AC, mở AC đây. Đây là phần chỉnh nè. Đây nè anh chị. Vàng nóng nè, vàng nóng mở phải có nóng rồi nha. Mở một phát qua H là có nắng, nóng rồi. Mở C về lạnh nè. Cửa gió điều hòa nè. Rất là thông minh. Theo dòng Ford còn đang hoạt động được hết nè bà con. Đó, anh chị thấy chưa? Lấp lánh nhẹ nhàng, từng khay bước đi trên từng con phố. Ưu tiên đây, bấm một phát nè, ok chưa? Đó, chất xe là niềm đam mê, là một tài sản bên Salon ô tô Việt Nam chi nhánh 3 bên em. Vòng tu máy dưới 1.000 nha, chuẩn nồi. Ok, đèn còi xi nhan nè, hai cầu côn số nè, không có dấu hiệu phai mờ gì hết, côn số chưa? Côn số nguyên bản là 1, 2, 3, 4, 5 R nè. Đây là hai cầu đang hoạt động nè. Cho anh sẽ test phần hai cầu để cho bà con coi nhé. Đó, hai cầu đây nè. Hai cầu hiển thị rồi nè, anh chị thấy chưa? Cầu nhanh, cầu chậm đang hiển thị nhé. Hai cầu hoạt động luôn. Đấy. Mua về là chạy thôi. Ngoài ra không phải làm thêm bất cứ một khoản gì nữa nha bà con. Hai cầu nè. Đó, chế độ hai cầu rồi, một cầu rồi. Cài một phát nữa là về mo nè, hết mà mất cầu nè. Y chang thông số, nên người ta đã hướng dẫn cho anh chị rồi nè. Anh chị không? Từ phần 4L là hai cầu, N là mo, một cầu trước, một cầu sau, đang hoạt động sử dụng được hết nha. Máy lạnh mở phát lạnh ngắt luôn. Đây là cụm thắng tay của con Ford nè. Riêng nguyên lấy vô trong gió ngoài từ đây nè. Còn đang hoạt động hết nhá. Đây anh chị ạ. Trải nghiệm nè. Trải nghiệm cùng với Trần Anh phần
phần xe nhá. Xe cực cọp, dáng cực xinh luôn. Kèo cột không có dấu hiệu đâm va nhá. Keo chỉ trong nách, nguyên bản, nguyên rin nòi luôn, không mất một phân chỉ nào. Giá tiền rẻ lắm. Bản số 49 luôn, xe chính chủ. Ký giấy, ký rút hồ sơ ok hết. Đẹp chưa? Đó là con Ford Ranger đó. Đam mê về dòng Ford Ranger này thì alo trực tiếp cho Trần Anh. Thích hợp trên đây là có cả gương chỉnh điện nhá. Đây này, gương chỉnh điện đang hoạt động nè, chị thấy chưa? Đó, gương chỉnh điện đang hoạt động nè. Đang hoạt động được hết nhá. Thấy chưa? Trần Anh đang quay đó. Xe đẹp, bao chất bao cọp luôn. Máy móc nổ êm ru, 4 vỏ mới. Chủ nhà lên mâm rồi. Lên cặp mâm được không, cả 20 mấy triệu. Đâu có rẻ đâu. Đồng sơn đẹp, nội thất đẹp. Đam mê mẫu Ford này alo cho em. Hai cụm đèn halogen nguyên quản truyền thống của xe. Cái đèn bên kia nó bị tắt nắng mùa thu rồi, để Trần Anh đi thay cho. Biểu tượng cản gió của Ford nè. Dòng xe thương hiệu của Mỹ nhá. Truyền thống luôn, cản gió rất là hoành tráng. Nhìn cho em nó, tạo nên cho em nó một cái sự hầm hố trong cuộc sống lắm. Đó, cọp chưa? Siêu cọp, siêu chất đến với tay người sử dụng. Mở nắp capo lên. Mở nắp capo lên. Mở nắp capo lên, Trần Anh rồi, mở rồi. Trần Anh sẽ test cho anh chị coi cục turbo của nó nè. Đó, máy đang hoạt động nè anh chị. Sơn rin trong nắp capo nè. Sơn rin trong nắp capo là phủ toàn diện nhá. Đây là chất sơn rin nè. Đó, chất sơn rin nè. Trên xe nè. Còn keo chỉ là không có dấu tích đâm va. Không một dấu tích là cứng đụng nhá. Đẹp cực kỳ. Đó, đẹp cực kỳ luôn. Lấy về là chạy thôi. Nắp ốp chụp nè. Ốp chụp nguyên bản của con Ford Ranger nhá. Anh chị coi nè. XLT đó anh chị. Đẹp chưa? Đây nè, xe nè, không có xíu độ hơi nè. Anh chị thấy máy đang hoạt động không? Xe không một tí xíu độ hơi nhá. Nào, cam cọc với xoay đang bơm nè. Rất là ok. Lấy ra là chạy thôi. Đó, nội thất đẹp, đồng sơn đẹp. Máy dầu, hai cầu. Đây là cụm turbo nè. Boe cảm biến gió đầy đủ rồi. Boe điện nè anh chị ạ. Đây là Boe điện đàng hoàng nhá. Cảm biến gió có turbo, máy đang hoạt động nè. Đây là phần thân dàn trước của em nó là không một dấu tích là cứng đụng, không một dấu tích là tông va trên chiếc xe nhé. Hai bên sóng lường rồi, đẹp đẹp như nhau nhé. Đây là hai bên sóng lường nè, máy cực kỳ là khô ráo luôn. Đó, cọp chưa, máy êm lắm, lấy về chạy thôi. Giá quá rẻ luôn, đưa một cái mức giá thích hợp cho bà con cô bác. Cảm biến gió máy đang hoạt động, rin chưa? Rin nồi. Đây là cụm turbo nè. Đây nè. Dưới đây là cụm turbo nhá. Turbo. Turbo ga đi. Turbo ga đi. Đầy đủ hết rồi. Bà con có bác lấy về sử dụng thôi. Không phải làm hay bất cứ một bản gì nữa đâu nhá. Đó, xe cực đẹp luôn. Tem tán ốc bảy màu. Còn nguyên rin hết. Lấy về là chạy. Máy cực chất. Đề lại anh. Đề lại. Em ngắt cái này nè. Cái này người ta có chức năng thứ hai là ngắt khi động cơ khẩn cấp nhá. Anh chị nhá. Cái này là ngắt là đóng dầu nè. Đây nè, chỉ cần anh chị chỉ cần về thôi nè. Nè. Đóng dầu nè. Đó. Rất là thông minh luôn. Nhà thiết kế của Ford rất là thông minh. Khi người ta làm hay một cái chế độ này nha, ngắt nè, ngắt một phát là đóng dầu luôn. Là xong, là xe lập tức tắt máy, đề lên phát là nổ ngay, đề đi anh. Đó là chức năng ở trên con xe đó. Dòng xe Ford, dòng xe thương hiệu của Mỹ mà anh chị. Làm tuyệt vời lắm. Xe này nhích nhẹ cái là nổ máy rồi. Anh chị thấy chưa? Máy hoạt động là cực kỳ lễ máy luôn. Đam mê về mẫu này thì alo trực tiếp cho Trần Anh ô tô. Máy móc chạy siêu ngọt, máy lạnh đóng một phát lạnh ngắt. Máy lạnh là có đầy đủ hết rồi anh chị nha. Dằn là không có một dấu tích là đâm vai cứng đụng đâu. Hai bên nè, hai bên lường nè, đẹp như nhau nè. Đó, hai bên sóc lường nè, đẹp như nhau, đẹp. Cao su đầy dằn của thân máy đây. Cao su đầy dằn của nắp capo chứ, sorry. Đây là từng con tán là không có dấu hiệu cua đây chỉnh lại, keo chỉ nè. Keo chỉ là đẹp nguyên bản theo xe nhá. Không mốc một phân nào luôn, chị thấy chưa? Đó, chất xe bao cọp bao sướng luôn.
mua alo trực tiếp cho Trường Anh. Đóng lại anh ơi. Máy móc nổ thì thầm một xuân luôn. Giá quá rẻ, giá rẻ lắm. Trải nghiệm luôn phần gầm cùng với Trường Anh nhé. Đồng Sơn anh chị trải nghiệm rồi, bây giờ anh chị trải nghiệm luôn phần gầm. Gầm bè nè, gầm bè phủ ceramic rồi, chống bụi gầm hết trơn rồi. Gầm bè là không có chút xíu bụi bọt. Hai cầu rồi, còn đeo hoạt động nữa. Máy móc rồi, cực kỳ là khô ráo gì thấy chưa. Đó là phần máy đó. Xe đi bao sướng luôn. Hai cầu rồi, còn đeo hoạt động hết. Cầu trước cầu sau, cầu anh đi trước cầu em bước, cứ bước theo sau. Phủ ceramic chống bụi gầm hết rồi, không có bụi gầm đâu. Đó, đam mê về dòng xe phân khúc bán tải này thì alo cho Trần Anh XLT, dòng xe bản đủ luôn nhé. Hai cụm đèn phía sau là sáng trưng, biểu tượng của Ford, anh chị thấy đẹp không? Đó, đồng sơn đẹp, nội thất đẹp đến với tay người sử dụng. Anh chị nào đam mê dòng này thì alo nhanh cho Trần Anh, nhanh nhất có thể. Giá cực kỳ là đưa ra cho anh chị một cái mức giá cực kỳ là hợp lý luôn. Đời 2010, 10 năm thôi, nhưng mà chất xe nó vẫn còn huy hoàng trong cuộc sống nhé. Đó là phong dáng đây, cặp chưa? Xe này anh chị không mua, anh chị mua xe gì? Anh chị ở sau có cái thùng rất là to nè, mua về chở cà phê là phân cho đồ đạc là rất là ok. Đi du lịch dã ngoại rất là very good luôn. Hai cụm đèn xi nhan nguyên bản đầu xe, không đâm đụng, không cứng đụng nha. Trên nắp capo là những sóng gân chạy rất là đều đặn luôn, đẹp đến từng cm. Đó, đam mê về mẫu này alo cho em. Một lần nữa Trường Anh xin cảm ơn. Em xin chào và hẹn gặp lại.